Xin chào các bạn, đây là Kyo và mình xin nói trước mình theo đảng Cộng Hòa, mình đã bầu cử cho Trump và hôm nay mình muốn nói lên vấn đề hiện tại đang sốt sắng tại Mỹ là chuyện mà phía Dân Chủ ăn gian. Thì thứ nhất, phía Dân Chủ ăn gian, chúng ta thấy rõ là có ăn gian nhưng mà nó chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Dân Chủ cố tình ăn gian một cái vụ rất là lớn như thế này để mà cướp cho bằng được cái vụ bầu cử như là ông Trump nói. Trường hợp thứ hai là Dân Chủ ăn gian tí xíu thôi nhưng phía ông Trump cố tình nhúng tay vào. Có thể Dân Chủ làm một mà phía ông Trump nhúng tay vào làm tới 5 lần để anh chị, để cho làm xấu mặt đối phương, mà đặc biệt phải làm cái chiêu trò này ở tiểu bang mà mình biết rõ là mình sẽ thắng, đúng không? Chẳng hạn như như Arizona hoặc có thể Michigan, những cái phiếu bầu mà biết rõ là sự chênh lệch cao thì đưa người vào đẩy cho nó một cái lượng lớn cho nó lên. Tại vì phải làm như vậy, sau khi mà đưa ra tối cao pháp viện á, mà recount lại á, thì sau khi recount lại thì thấy rõ là phía bên mình thắng, đúng không? Thì làm như vậy vừa được thắng vinh quang, vừa hạ nhục đối phương trong một thời gian dài, thời gian 4 năm. Và sau cái cuộc bầu cử này, 4 năm sau bầu cử lại, dân chúng sẽ không còn tin tưởng vào đảng Dân Chủ nữa. Đảng Dân Chủ sẽ là một cái hình ảnh cực kỳ xấu. Tại vì nó đã xấu sẵn rồi. Thực sự đảng Dân Chủ không có gì tốt đẹp cả. Nó đã xấu sẵn rồi. Thì đạp cho nó một cái cú đạp nữa, cho nó xấu luôn, cho nó xấu mà nó không ngóc đầu lên nổi. Thì để làm gì? Để 8 năm sau, Ivanka, con của Trump, sẽ bước vào chính quyền và bắt đầu ứng cử tổng thống. Tại vì ngay thời điểm này, những người Dân Cộng Hòa rất là thích Ivanka Trump, con gái của ông Trump, và nhiều người muốn cô nàng ấy đắc cử tổng thống đợt sau. Thì cái đó là vấn đề cheating. Còn bây giờ quay lại vấn đề, đi sâu hơn vào vấn đề cheating là cái chỗ mà mail-in voting. Thứ nhất là ai là người request cái chuyện đó? Drive-thru, mail-in voting đều là Dân Chủ request cả, đúng không? Khi Dân Chủ request thì cái chuyện đó nó sẽ expose vấn đề security. Vấn đề security ở đây là có thể được ăn gian bởi phía Dân Chủ và ngay cả phía Cộng Hòa ăn gian dưới tên phía Dân Chủ, nó nguy hiểm chỗ đó. Nhưng mà phía bên nào ngu đòi cái chuyện đó thì đáng chịu thôi, đúng không? Tại vì theo mình thấy, mình đi học đại học thì đi làm một cái test, bước vào phải show ID, người ta check cho một cái system của người ta rất kỹ rồi người ta mới cho mình làm test. Cái đó chỉ là một cái bài test đơn giản ở trong một trường đại học, không cần biết là năm thứ nhất hay năm thứ tư. Còn đây là một cái chuyện bầu cử tổng thống, nó ảnh hưởng đến lịch sử của toàn nước Mỹ, mà tại sao cho phép mail in, đúng không? Mail in rõ ràng là chuyện cheating nó bắt buộc sẽ xảy ra. Thì khi mà mail in như vậy, có security, có vấn đề security exposed, thì bên này có thể chơi bên kia có thể chơi bên này. Đó. Và recount lại, mình bảo đảm khi mà recount lại, Trump sẽ thắng và Joe Biden ngay điểm thời điểm này trên Google 264 điểm, gần đến vạch đích rồi, nhưng mà sẽ bị remove điểm, rớt tụt hạng xuống. Sau khi tụt hạng, Trump sẽ ôm trọn gói. Và đó là cách họ đang làm theo nhận định của mình. Có thể mình sai thì các bạn cho mình biết. Thank you.